Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Trước mắt các con, đó chính là hình ảnh của một người thợ rèn. Các con có biết người thợ rèn làm ra những gì không? Chính xác, người thợ rèn làm ra dao, kiếm, liềm, vân vân. Người thợ rèn nung sắt trong lửa than đỏ rực, cho sắt mềm ra, rồi dùng búa đập mạnh, rát mỏng, làm ra lưỡi dao, lưỡi kiếm, lưỡi cắt cỏ, lưỡi cuốc, lưỡi cày và các dụng cụ lao động khác. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô có bài đọc liên quan tới nghề rèn. Bài đọc mang tên Phố Lò Rèn. Bài đọc sẽ cho các con biết một vài đặc điểm của con phố này và của nghề rèn nhé. Và đây là nội dung của bài đọc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc nội dung của bài. Phố Lò Rèn. Nhà Bi ở phố Lò Rèn. Xưa kia cả phố làm nghề rèn, giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Giữa phố xá, nhà của san sát mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chàn chát, bễ thở phi phò, lửa than khét lẹt. Trong bài đọc này, các con cần hiểu nghĩa của hai từ sau. Đầu tiên, trong câu giờ chỉ có dăm nhà giữ nghề cũ. Tiếng dăm trong câu này có nghĩa là số lượng không nhiều, không ít, khoảng trên dưới 5 hoặc 3, 4 nhà. Nhà của san sát. Từ san sát ở đây có nghĩa là rất nhiều nhà và liền nhau như không còn có khe hở. Các con hãy tìm cho cô các tiếng có chứa vần N và vần S trong bài đọc này. Rất tốt! Các tiếng có chứa vần N và vần S trong bài đọc này là RN ren huyền rèn. Trong tiếng rèn có chứa vần N và trong bài đọc này gồm có 4 tiếng rèn. Khờ S khét sắc khét. Trong tiếng khét có chứa vần S. LS lét nặng lẹt. Trong tiếng lẹt có chứa vần S. Cùng với cô đọc lại nhé. Rèn, khét, lẹt. Cô trò mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện đọc. Để đọc tốt bài đọc này, cô sẽ hướng dẫn các con đọc một số từ khó như sau. Giờ ăn dăm nhờ A Nha huyền nhà, dăm nhà. Phở ô phô sắc phố, giờ A Sa sắc xá, phố xá. Sở an san, sở át sát sắc sát, san sát. Đờ o đo hỏi đỏ, lờ ưa lưa hỏi lửa, đỏ lửa. Đờ ấp đấp nặng đập, chờ an chan, chờ át chát sắc chát, đập chan chát. Khờ ét khét sắc khét, lờ ét lét nặng lẹt, khét lẹt. Dựa vào hướng dẫn của cô, các con hãy luyện đọc thật nhiều để có thể đọc thật tốt bài đọc này nhé. Và bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu bài. Các con hãy suy nghĩ và trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Và câu hỏi đầu tiên của cô là nhà Bi ở đâu? Chính xác, nhà Bi ở phố Lò Rèn. Thời xưa, phố có nghề gì? Rất đúng, xưa kia cả phố làm nghề rèn. Giờ chỉ có dăm nhà là giữ lại nghề cũ thôi. Phố Lò Rèn được miêu tả như thế nào nhỉ? Chính xác, phố Lò Rèn được miêu tả như sau. Giữa phố xá, nhà của san sát, mà lò rèn đỏ lửa như ở chợ quê. Búa đập chàn chát, bễ thở phi phò, lửa than khét lẹt. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài tập đọc Phố Lò Rèn. Và bây giờ, các con hãy hoàn thành bài tập sau của OLM nhé! Rất tốt! Ở bài tập này, cô gồm có hai ý như sau. Giờ thì cả phố làm nghề rèn. Lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê.
Và ý đúng trong hai ý này đó chính là ý lò rèn ở phố đỏ lửa như ở chợ quê. Và đây cũng là bài tập khép lại tiết học ngày hôm nay của cô rồi. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé.